cái phục này nó nhúng rất là nhẹ nè, mình chỉ cần xuống cái lực nhẹ thôi là nó đã có thể nhúng được rồi. Và nó có cái hơi bơm vào bên trong cái phục, ngay cái chỗ này ở bên cái phục thì nó có cái vòi như cái vòi Honda vậy đó, thì mọi người có thể điều chỉnh là bơm hơi nhiều vào bên trong để nó nhúng nặng hơn, hoặc là mình xì hơi bớt ra để cho nó nhúng nhẹ lại. Xin chào mọi người, hôm nay thì xe đạp MB sẽ mang đến cho mọi người chiếc xe mang thương hiệu là Cannondale. Xe này nó không phải là xe Nhật Bản mà nó là xe xách tay từ Mỹ về. Để mình giới thiệu chi tiết hơn cho mọi người xem, cấu tạo khung sườn của xe này là khung carbon. Đây, nguyên cái ống sườn chỗ này với lại ở đây là carbon. Còn ở ngoài sau này á, cái đuôi nè thì nó sẽ là bằng nhôm chứ nó không phải là carbon. Trên xe những cái phụ tùng của nó đều là zin theo xe. Như ở đây mọi người có thấy nè, cái thương hiệu của nó là, để mình xem, mình như mình chưa có tìm hiểu, mình đọc chính xác cái tên thương hiệu này, nhưng mà hình như là DODA hay sao đó. Và nó có để là USA, hoặc là nó giống như cái tên nghe chỗ cái đùi dĩa nè, CODA. Chắc là cái chữ này là chữ CODA. Mình thấy những cái phụ tùng trên xe này nó đều đóng cái chữ này. Như cái phanh đĩa dầu nó cũng có đóng chữ đó. Rồi cái đùm xe nó cũng có đóng cái chữ CODA như vậy. Đùm trước với đùm sau nó đều có đóng. Để mình xoay ngay cái vị trí mà nó có cái tem đó cho mọi người xem. Đây, cam xe là cam inox nè, và nó sẽ không có bị rỉ sét. Xe này nó sử dụng vành đèn trước sau là vành đèn nhôm hai lớp. Và cái vành này là vành mang thương hiệu Mavic, nó của Pháp. Nó có dòng chữ là Made in France ngay chỗ này, sản xuất tại Pháp. Phụ tùng của xe này thì nó rất là xịn sò, đa số đều là zin nguyên bản theo xe. Pedal cũng là pedal zin nguyên bản của xe. Gạt dĩa là Shimano DRXT ngay chỗ này, nó có 3 tầng dĩa. Và 9 clip ở phía sau nó để nè, 9 speed, 9 tốc độ số. Ở ngoài sau thì nó sử dụng cái cụ đề là Shimano XTR, và nó có 9 tầng clip. Cái clip thì nó chưa có bị mòn nhiều, mình nhìn thấy cái bánh răng nó còn hình vuông. Thường những cái clip mà mòn nhiều thì bánh răng nó sẽ nhọn. Kích cỡ lớp xe này là 26 inch, lớp của IRC 26 x 2.25. Lớp trước với lớp sau mình thấy nó còn rất là đẹp. Yên xe là yên zin, chưa có bọc lại da. Phía trên này ghi đâu vô tăng, nó sẽ sử dụng cái tay vặn mang thương hiệu Abram. Abram đúng kiểu của Mỹ luôn. Ghi đông môn tăng nó cũng đóng cái tên giống như ở phía dưới là CODA. Đây, cái phanh cũng vậy. Và cái càng, cái sừng trâu ngay chỗ này nó cũng đóng cái chữ CODA. Phía trước này, nếu mà mọi người tinh ý chút xíu, mọi người sẽ nhìn thấy ngay chỗ này, là ngay chỗ này nó sẽ là một cái phục nhúng nè. Và ở phía trên cái phục nhúng này thậm chí nó có một cái điều khiển. Nè, khi mà mọi người vặn điều chỉnh đó, thì nó sẽ có nhiều cái mức. Ví dụ như mình điều chỉnh sát của bên đây thì mình sẽ nhúng được nhẹ, còn mình điều chỉnh ngược lại thì mình nhúng cũng được nhưng mà nó sẽ hơi cứng chút xíu. Cái phục này cũng là phục hơi. Và ở phía dưới này nó sẽ có cái vòi xe Honda, mình có thể xì hơi ra hoặc là bơm hơi vô ngay chỗ vị trí này. Xe này á, với cái kích cỡ chiều cao và vòng bánh như vậy thì nó sẽ hợp với người cao từ 1m65 trở lên. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay qua phía bên còn lại của chiếc xe cho mọi người xem. Nhìn thấy cái ngoại hình của nó to vậy thôi, chứ tổng trọng lượng của nó chỉ hơn 11kg chút xíu. Tại vì cái cấu tạo khung sườn là nó bằng carbon rồi. Chỉ có cái đuôi ngoài sau này thì nó là bằng nhôm. Với lại cái càng xe phía trước nó bằng nhôm thôi. Cho nên tổng trọng lượng của nó mình thấy cũng hơi nhẹ so với cái ngoại hình của nó. Bên này thì có một chi tiết mà mình phải nói mọi người biết là nó là cái chân chống. Cái chân chống này là loại mới mình lắp thêm vào, nó không phải là zin của xe. Cơ bản thì khi mà mình nhập xách tay từ Mỹ về, nó không có cái chân chống trong cái xe này. Cái này thì đáng lẽ nó luồn vô trong, tại mình sót mình để ra bên ngoài. Đây là cái chỗ mà mọi người có thể bơm hơi vào bên trong, vặn cái vòi này ra, xì hơi ra bớt, hoặc là bơm hơi vào bên trong để điều chỉnh cái phuộc này. Phuộc còn rất là đẹp. Đây là phần đùi dĩa phía bên còn lại của chiếc xe. Cơ bản thì màu sơn của xe này là màu sơn zin, chưa có trầy tróc gì nhiều. Xe sử dụng cái phanh đĩa dầu. Đây, đây là cái phanh đĩa phía trước của nó. Và đây là cái phanh đĩa phía sau. Cam là cam inox và sẽ không có bị rỉ sét. Sơ lược chiếc xe nó có vậy thôi. Nếu mà mọi người xem thấy còn thắc mắc gì hoặc chưa rõ chỗ nào thì có thể alo cho mình. Số điện thoại thì mình đã để ngay góc màn hình.
Nếu mà mọi người muốn xem thêm hình ảnh chi tiết của chiếc xe này thì cứ kết bạn Zalo rồi mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn cho mọi người xem. Hẹn gặp mọi người ở những video kế tiếp. Xe đạp 10B chân thành cảm ơn.